bị cáo Nguyễn Đức Trung nguyên là chủ tịch thành phố Hà Nội từ ngày tháng 12 năm 2015 đến tháng 8 năm 2020. Bị cáo Trung có mối quan hệ thân quen với Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty Nhật Cường, là đơn vị đang xây dựng các hệ thống phần mềm dịch vụ công trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016. Ngày 15 tháng 5 2016, sau khi Bùi Quang Huy gửi email cho Nguyễn Đức Trung đề xuất lùi ngày đóng thầu đối với gói thầu số 26 do Sở Kế hoạch Đầu tư làm chủ đầu tư. Sau khi nhận được thông tin đề xuất của Huy, Nguyễn Đức Trung đã chỉ đạo Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội đình chỉ dừng thực hiện gói thầu số 26 là trái quy định tại điều 17 điều 92 luật đấu thầu và điều 123 nghị định 63 2014 của Chính phủ. Sau đó, Nguyễn Đức Trung yêu cầu Sở Kế hoạch Đầu tư phải lựa chọn công nghệ số hóa giúp cơ sở dữ liệu doanh nghiệp đảm bảo tích hợp với hệ thống dùng chung thành phố, chỉ đạo Sở Kế hoạch Đầu tư trao đổi làm việc với công ty Nhật Cường Software để thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trước khi tiếp tục thực hiện gói thầu số hóa năm 2016. Đồng thời, công ty Minh Hoa do vợ ông Trung làm giám đốc ký kết hợp đồng kinh tế khống với công ty Nhật Cường để liên danh Nhật Cường Đông Kinh hợp thức hóa hồ sơ năng lực dự thầu. Nguyễn Đức Trung với chức vụ quyền hạn là chủ tịch ủy ban thành phố chỉ đạo dừng thực hiện gói thầu số hóa 16 không đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện để cho liên danh Nhật Cường Đông Kinh tham gia đấu thầu và đã trúng thầu, thu lợi liên danh Đông Kinh Nhật Cường thu lợi bất chính 26.528.000.000 lẻ. Hành vi của bị cáo Nguyễn Đức Trung đã xâm phạm những hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín hình ảnh của cơ quan công quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mặc dù quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Đức Trung khẳng định cho rằng việc yêu cầu Sở Kế hoạch Đầu tư đình chỉ thực hiện gói thầu số 26 là đúng thẩm quyền của chủ tịch ủy ban thành phố, với tinh thần của ủy ban thành phố trong việc dừng tất cả các dự án về công nghệ thông tin để rà soát lại. Mặt khác, khi thực hiện gói thầu, Sở Kế hoạch Đầu tư đã thực hiện không đúng các chỉ đạo của ủy ban thành phố, không thực hiện các quy định nghị định của Chính phủ và đưa ra và chưa được thẩm định của Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hà Nội việc đồng ý cho làm thí điểm số hóa vì có thông tin liên quan đến công nghệ mới không liên quan đến gói thầu. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ được thu thập trong quá trình điều tra cũng như thẩm vấn công khai tại phiên tòa này, với các kết luận giám định và văn bản cơ quan chuyên ngành cùng lời khai của các bị cáo Nguyễn Văn Tứ, lời khai của và Phan Tú Lan, giám đốc Phan Lan Tú, giám đốc Sở Thông tin Truyền thông, và ông Nguyễn Ngọc Sơn, bác sĩ là người phiên dịch cho Nguyễn Đức Trung, có đủ căn cứ cơ sở kết luận ông Nguyễn Đức Trung vẫn sử dụng email trunghinhsu@gmail.com từ đầu năm 2016 đến tháng 12 năm 2019 để liên lạc trao đổi thư tin với bà Lan, ông Sơn đối với việc tổ chức thực hiện gói thầu số 26 do Sở Kế hoạch Đầu tư làm chủ đầu tư và giám đốc sở là người có thẩm quyền, nên có đủ cơ sở xác định ông Nguyễn Đức Trung chỉ đạo dừng thầu là do Bùi Quang Huy tác động và không có căn cứ theo quy định của pháp luật. Đề nghị hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Tứ từ 36 đến 42 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, về hình phạt bổ sung không từ 36 đến 42 tháng. Thứ hai, đối với bị cáo Nguyễn Tiến Học, áp dụng khoản 3 điều 222 của hình sự năm 2015, điểm B, điểm S, điểm T, điểm V, khoản 1, khoản 2, điều 51, điều 54 của hình sự, xử phạt bị cáo từ 36 đến 42 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, về hình phạt bổ sung không còn. Đối với bị cáo Phạm Kim Tuyến, áp dụng khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015, điểm B, điểm S, điểm T, điểm V khoản 1, khoản 2, điểm 51, điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Kim Tuyến từ 5 đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, về hình phạt bổ sung không đề nghị. Đối với bị cáo Phạm Thị Thu Hường, áp dụng khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015, điểm B, điểm S, điểm T, điểm V khoản 1, khoản 2, điều 51, điều 54 của hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Thị Thu Hường từ 4 đến 5 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, hình phạt bổ sung không. Đối với bị cáo Võ Việt Hùng,
áp dụng phần 3 điều 222 của hình sự năm 2015, điểm B, điểm F, điểm T, khoản 1, khoản 2, điều 51 của điều 54 của hình sự. Đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Võ Việt Hùng từ 5 đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đối với bị cáo Lê Duy Tuấn, áp dụng phần 3 điều 222 của hình sự năm 2015, điểm S, điểm T, khoản 1, khoản 2, điều 51, điều 54 của luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo từ 4 đến 5 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Về phạt bổ sung không đề nghị. Đối với bị cáo Đức Trung, áp dụng khoản 1 điều 281 của luật hình sự năm 1999, điểm F, điểm B, khoản 1, khoản 2, điều 51 của luật hình sự. Đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Trung từ 3 đến 4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Về phạt bổ sung không. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về plo@phaplucktb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.